Thì bắt đầu vô buổi học ha. Thì tuần trước có cái bài học về chia pháp, tức là chia về pháp về tất cả những cái gì mà có mặt trên bảng nêu. Thì bây giờ để mà tạo được phước báo cho hôm nay thì xin mời tất cả quý vị quan hỷ, mỗi người lên chia pháp, tập trung tinh thần chia pháp cho rõ ràng. Đầu cái đó ha, thì sau khi chia pháp xong á, thì chúng tôi sẽ giảng về sơ lược về những ý nghĩa từng loại đó chút xíu, và chúng ta sẽ thêm một phần bài học mới. Rồi sau đó có những cái buổi những câu hỏi vấn đáp để làm sáng tỏ cái buổi học hôm nay. Dạ, quý vị. Mời quý vị lên nha, cùng nhau chúng ta tạo thiên phước hồi hướng cho ông Quỳnh Tuấn Chánh. Nhà Nam Mô A Di Đà. Nam mô Bức Hà Giác, Nam mô Thầm Mà Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Thông Tăng, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính đảnh lễ vương cư nữ Thê Ma, con xin kính chào Quân Kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, cũng như xin xung phong để chia pháp. Tất cả đều là pháp, pháp chia có hai, pháp tục đế còn lại là pháp chân đế. Pháp chân đế chia có hai, chân đế vô vi còn lại là chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi chia có hai, sắc pháp còn lại là danh pháp. Danh pháp chia có hai, sở hữu tâm còn lại là tâm. Tâm chia có hai, tâm siêu thế còn lại là tâm diệt thế. Tâm diệt thế chia có hai, tâm đáo đại còn lại là tâm dục giới. Tâm dục giới chia có hai, tâm dục giới tịnh hảo còn lại là tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chia có hai, tâm vô nhân còn lại là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chia có ba, tâm tham, tâm sân và tâm si. Dạ con xin giải thích lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, đảnh con xin đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính đảnh lễ cô tu nữ Khê Ma, con xin kính chào đạo tràng. Dạ con xin trả bài. Tất cả đều là pháp, pháp chia có hai, pháp tục đế còn lại là pháp chân đế. Pháp chân đế chia có hai, pháp vô vi còn lại là pháp hữu vi. Pháp hữu vi chia có hai là sắc pháp, còn lại là danh pháp. Danh pháp chia có hai là sở hữu tâm, còn lại là tâm. Tâm chia có hai, tâm siêu thế còn lại là tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chia có hai là tâm đáo đại, còn lại là tâm dục giới. Tâm dục giới chia có hai, tâm dục giới tịnh hảo còn lại là tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chia có hai là tâm vô nhân còn lại là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chia có ba, tâm tham, tâm sân và tâm si. Dạ con xin nhường cái gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sằng Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Thanh Tâm Đại Đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhược Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhược Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhược Quỳnh không? Ca Nhược Quỳnh xin một tín hiệu ạ. À. Dạ cảm ơn Huệ Ngọc. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ không biết đạo tràng. Dạ con tri ân sư. Dạ không biết đạo tràng có nghe được nghe âm thanh của Quỳnh Kinh nó hôm nay, cái tiếng của Quỳnh không biết do micro hay sao hay là do máy Nhật Quỳnh mà Nhật Quỳnh nghe nó không có được rõ lắm. Nhà đạo tràng có nghe như Nhật Quỳnh không hay là chỉ có hai cả chị tại máy Nhật Quỳnh? Và nếu mà dạ nghĩa là Nguyên Trang cũng nghe rè phải không?
Dạ, mà âm thanh như Quỳnh rõ, mà âm thanh của Quỳnh là rè lắm. Hôm nay không biết sao đó Quỳnh ơi. Dạ, dạ con tri ân sư. Dạ, dạ con xin chia pháp ạ. Chia pháp, tất cả là pháp. Pháp chia có hai, pháp tục đế, còn lại là pháp chân đế. Pháp chân đế chia có hai, chân đế vô vi, còn lại là chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi chia có hai, sắc pháp, còn lại là danh pháp. Danh pháp chia có hai, sở hữu tâm, còn lại là tâm. Tâm chia có hai, tâm siêu thế, còn lại là tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chia có hai, tâm đạo đại, còn lại là tâm dục giới. Tâm dục giới chia hai, tâm dục giới tịnh hảo, còn lại là tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chia có hai, tâm vô nhân, còn lại là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chia có ba, tâm tham, tâm sân và tâm si. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, dạ, kính mời đạo tràng. Dạ, Nam Mô Phật. Kính mời vị kế tiếp ạ. À, Nguyên Trang đâu? Trời ơi. Nguyên Trang, cô Trần Đạo, cô Diệu Đạt. Mời quý vị giơ tay lên. Rồi, kính mời Nguyên Trang, kế tiếp là cô Diệu Đạt nha. Nam Mô Bích Tha dạ. Dạ con Nguyên Trang một lần nữa. Con kính đảnh lễ quý sư, chào đạo tràng. Và sau đây con xin được chia pháp ạ. Tất cả đều là pháp. Pháp chia có hai, pháp tục đế, còn lại là pháp chân đế. Pháp chân đế chia có hai, chân đế vô vi, còn lại là chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi chia có hai, sắc pháp, còn lại là danh pháp. Danh pháp chia có hai, tâm, còn lại là tâm. Tâm chia có hai, tâm siêu thế, còn lại là tâm hiệp thế. Dạ. Tâm hiệp thế chia có hai, tâm đáo đại, còn lại là tâm dục giới. Tâm dục giới chia có hai, tâm dục giới tịnh hảo, còn lại là tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chia có hai, tâm vô nhân, còn lại là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chia có ba, tâm tham, tâm sân và tâm si. Dạ con đã chia pháp xong. Dạ con kính mời cô Trần Đạo ạ. Dạ Nam Mô Bích Tha giả, Nam Mô Thâm Mà giả, Nam Mô Sang Khà giả. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông cùng chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý anh chị trong đạo và đạo tràng. Con xin trả bài. Pháp là tất cả hiện tượng. Pháp chia có hai, pháp tục đế, còn lại là pháp chân đế. Pháp chân đế chia có hai, chân đế vô vi, còn lại là chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi chia có hai, sắc pháp, còn lại là danh pháp. Danh pháp chia có hai, sở hữu tâm, còn lại là tâm. Tâm chia có hai, tâm siêu thế, còn lại là tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chia có hai, tâm đáo đại, còn lại là tâm dục giới. Tâm dục giới chia có hai, tâm dục giới tịnh hảo, còn lại tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chia có hai, tâm vô nhân, còn lại là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chia có ba, tâm tham, tâm sân và tâm si. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con Visakha, con xin kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng.
Con xin trả bài Phật pháp hôm nay ạ. Tất cả các pháp đều là pháp. Pháp chỉ có hai là pháp tục đế, còn lại là pháp chân đế. Pháp chân đế chia có hai, chân đế vô vi, còn lại là chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi chia có hai, sắc pháp, còn lại là danh pháp. Danh pháp chia có hai, là sở hữu tâm, còn lại là tâm. Tâm chia có hai, tâm siêu thế, còn lại là tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chia có hai, tâm đáo đại, còn lại là tâm dục giới. Tâm dục giới chia có hai, tâm dục giới tịnh hảo, còn lại là tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chia có hai, tâm vô nhân, còn lại là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chia có ba, tâm tham, tâm sân và tâm si. Con xin trả mít đại sa đạo tràng, mô Phật. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính lễ cô Khê Ma, con kính chào chú Huynh, con kính chào toàn thể đại tràng. Sau đây con xin trả bài. Tất cả đều là pháp, pháp chỉ có hai, pháp tục đế, còn lại là pháp chân đế. Pháp chân đế chỉ có hai, pháp vô vi, còn lại là pháp hữu vi. Pháp hữu vi chỉ có hai, sắc pháp, còn lại là danh pháp. Danh pháp chỉ có hai, sở hữu tâm, còn lại là tâm. Tâm chỉ có hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chỉ có hai, tâm đái đạo, còn lại là tâm dục giới. Tâm dục giới chỉ có hai, tâm dục giới tịnh hảo, còn lại là tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chỉ có hai, tâm vô nhân, còn lại là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chỉ có ba, tâm tham, tâm sân và tâm si. Dạ con xin trả mít. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông. Con xin đảnh lễ Sayini Khema. Xin kính chào Huynh Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, sau đây con xin lược đồ tổng quát về vi diệu pháp. Thì tất cả đều là pháp. Thì pháp chia có hai là tục đế, phần còn lại là chân đế. Chân đế chia có hai là vô vi niết bàn, phần còn lại là hữu vi. Hữu vi chia có hai, là gồm có sắc pháp, phần còn lại là danh pháp. Pháp chia có hai, là sở hữu tâm và tâm, phần còn lại là tâm. Tâm chia có hai, thì gồm có tâm siêu thế, phần còn lại là tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chia có hai, gồm có tâm đáo đại, phần còn lại là tâm dục giới. Tâm dục giới chia có hai, gồm có tâm tịnh hảo và tâm vô tịnh hảo. Tâm vô tịnh hảo chia có hai, thì gồm có tâm vô nhân, phần còn lại là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chia có ba, đó là tâm tham, tâm sân và tâm si. Dạ con xin nhường mic lại. Dạ, mô Phật, trước hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào đạo tràng. Bây giờ sư xin trả bài. Tất cả đều là pháp, pháp chia có hai, pháp tục đế, còn lại là pháp chân đế. Pháp chân đế chia có hai, chân đế vô vi, còn lại là chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi chia có hai là sắc pháp, còn lại là danh pháp. Danh pháp chia có hai, sở hữu tâm, còn lại là tâm. Tâm chia có hai, tâm siêu thế,
và tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chia có hai, tâm đáo đại còn lại là tâm dục giới. Tâm dục giới chia có hai, tâm dục giới tịnh hảo còn lại là tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới tịnh hảo chia có hai, tâm vô nhân còn lại là tâm bất thiện. Tâm bất thiện có ba, đó là tham, sân, si. Dạ, mô Phật mời vị kế tiếp ạ. Mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, và kính đảnh lễ cô tu nữ Khê Ma, và kính chào huynh kinh, kính chào đạo tràng. Con xin chia pháp. Tất cả đều là pháp, pháp chia có hai, pháp tục đế còn lại là pháp chân đế. Pháp chân đế chia có hai, chân đế vô vi còn lại là chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi chia có hai, sắc pháp còn lại là danh pháp. Danh pháp chia có hai, sở hữu tâm còn lại là tâm. Tâm chia có hai, tâm hiệp, tâm siêu thế còn lại là tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chia có hai, tâm đáo đại còn lại là tâm dục giới. Tâm dục giới chia có hai, tâm dục giới tịnh hảo còn lại là tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chia có hai, tâm vô nhân còn lại là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chia có ba, tâm tham, tâm sân và tâm si. Dạ, con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tam Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Dạ con cũng xin phép được trả bài. Dạ, tất cả đều là pháp. Dạ, pháp được chia làm hai. Dạ, pháp tục đế, dạ, còn lại là pháp chân đế. Pháp chân đế chia có hai. Chân đế vô vi còn lại là chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi chia có hai, sắc pháp còn lại là danh pháp. Danh chia có hai, sở hữu tâm còn lại là tâm. Tâm chia có hai, tâm siêu thế còn lại là tâm hiệp thế. Hiệp thế chia có hai, tâm đáo đại còn lại là tâm dục giới. Tâm dục giới chia có hai, là tâm dục giới tịnh hảo còn lại là tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm giới vô tịnh hảo chia có hai, tâm vô nhân còn lại là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chia làm ba, tâm tham, tâm sân và tâm si. Dạ, con đã trả bài xong, con leo xuống. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Nguyên Thông, con xin được giảng sư kinh. Tất cả pháp chia làm là pháp tục đế, còn lại thế pháp là pháp chân đế là chân lý. Pháp chân đế hô vi chia có hai, tức là sắc pháp là danh pháp có hai, còn lại là tâm chưa có hai, là lại là tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chưa có hai là tâm đáo đại, còn lại là tâm dục giới, là tâm dục giới tịnh, còn lại là tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chưa có hai là tâm vô nhân,
gọi là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chỉ có ba: tham, tâm sân và tâm si. Kính thưa chư vị, nếu mà hết rồi đó thì con xin tụng kinh hồi hướng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purusa dhamma sarati sattha deva manusanang buddho bhagavati soakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanajiko bhakchaktang veditabbo vinyuhi ti suppatipanno bhagavato savaka sangho ucupatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho sacchipatipanno bhagavato savaka sangho ucupatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho yadidam chattari purisa yuga ni atha purisa pugala e savagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo ancharikaraniyo anutarang punya ketang lokasati kusala dhamma kusala dhamma abhyagata dhamma sukha ya vedana ya sambhayuta dhamma dukha ya vedana ya sambhayuta dhamma adukama sukha ya vedana ya sambhayuta dhamma vipaka dhamma vipaka dhamma dhamma neva vipaka na vipaka dhamma upadinupadaniya dhammanupadinupadaniya dhammanupadinanupadaniya dhamma sankilita sankilesika dhamma sankilita sankilesika dhamma sankilita sankilesika dhamma savitaka savichara dhamma avitaka vichara matta dhamma avitaka vichara dhamma piti sahagata dhamma sukha sahagata dhamma upekha sahagata dhamma dasanena bahatabba dhamma pavanaya bahatabba dhamma neva dasanena na pavanaya bahatabba dhamma dasanena bahatabba hetuka dhamma pavana yabaha tapa hetuka dhamma neva dasanena na pavana yabaha tapa hetuka dhamma ajajagamino dhamma apajajagamino dhamma nevajajagamino napajagamino dhamma seka dhamma seka dhamma neva seka na seka dhamma parikta dhamma mahagata dhamma bhamana dhamma parikta rammana dhamma mahagata rammana dhamma abhamana rammana dhamma hina dhamma machima dhamma panikta dhamma mikyata niyata dhamma sammatta niyata dhamma aniyata dhamma magga rammana dhamma magga hetuka dhamma magga nibadino dhamma bhavi satitikama upanna dhamma nuppanna dhamma upadino dhamma tikta dhamma anagata dhamma pachyumpanna dhamma tikta rammana dhamma anagata rammana dhamma pachyumpanna rammana dhamma achata dhamma bahita dhamma achata bahita dhamma achata rammana dhamma bahita rammana dhamma achata bahita rammana dhamma sanidasana sampatiga dhamma anidasana sampatiga dhamma
Anida sanna patiga thamma bhavi sati tika matika thamma sangani karanam nama samattang hei tupakjayo aramanapakjayo adhipatipakjayo anantarapakjayo samantarapakjayo vihachatapakjayo anyamanyapakjayo nisajapakjayo upanisajakjayo purechatapakjayo pakjachatapakjayo asevanapakjayo kammapakjayo vipakjayo aharapakjayo intiyapakjayo chanapakjayo magapakjayo sambapakjayo vipayuta pakjayo atipakjayo natipakjayo vigata pakjayo avigata pakjayo anicca vata sankhara upada vajja thammino upa ceto nirucang cite sang bhupa samo sukho anicca vata sankhara upada vajja thammino upa ceto nirucang cite sang bhupa samo sukho Anicca vata sankhara upadavaja thammino upaceto nirucang citta sang bhupa samo sukho adasime akasime nyati sakkha chama chame peta nam dakinang dacha bhumbe katamanusaram nairunang vaso ko vaya vanya parideva natang peta namantha jayvang tirthan chayo Ayang chakho da khina di na sangkham hai supati chita di garatang hitaya satana so bakampati so nyam ti thammo chayang nidashito peta pucha jakata ulara palang chabikkhu namanap padinang tumbunyang nahitang upasati Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con xin hồi hướng công đức tụng kinh và lắng nghe kinh của toàn thể chư vị có mặt trong đạo tràng này, xin hồi hướng phước lành đến và để cầu siêu cho ông Quỳnh Thu Chánh sinh ngày 11 tháng 7 năm 1934. Qua đời, vừa mới qua đời đây, chỉ cầu xin cho hương linh của ông Quỳnh Thu Chánh được sanh vào nhàn cảnh. Nếu hiện tại đang ở trong nhàn cảnh đó thì sự nhàn cảnh đó càng tăng tiến thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Và kính thưa đạo tràng, kính thưa sư phụ, con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ tiện bề giảng dạy, hay là mời giảng sư King Melanda. Dạ. Con xin thay mặt đạo tràng tất cả anh chị trong room xin thành kính tri ân sư đã tụng kinh cầu chúc phúc cho ông Quỳnh Thu Chánh. Tất cả những phước báo mà chúng ta có làm được trong ngày hôm nay, phước lành hôm nay, và cũng như tất cả những phước báo nào mà tất cả chúng ta đã làm trong quá khứ, nguyện xin lời hướng đến cho ông, cầu mong ông được sanh về nơi an vui hạnh phúc, được sanh về nhàn cảnh, sớm gặp được chánh pháp và thành tựu chánh trí. Có nhiều vị cũng hỏi thắc mắc sao chưa học xong mà lại tụng kinh hồi hướng phước, thì không sao, thì mình học xong được phần nữa mình tụng, mình chia xong lát học xong cái thỉnh sư lên tụng hưởng tiếp nữa càng nhiều càng tốt liên tục nữa. Rồi, trong cái vấn đề bản điều giới pháp là chúng ta đã, quý vị đã thuộc hết rồi, nắm vững hết rồi, thuộc chắc chú rồi. Chúc là chúng ta sẽ
hỏi vấn đáp những cái vấn đề đó lại. Rồi bây giờ trong khi chúng ta học cái bài đầu tiên, chúng ta nói là tất cả là pháp. Thì kính thưa quý vị, cái chữ pháp này đó là từ chữ thâm mát, tức là ở đây nói về là tất cả những cái gì mà có mặt trên thế gian này, là từ pháp tục đế đến pháp chân đế, đến vật chất sắc pháp, hay là tâm linh và danh pháp, và hữu vi vô vi, tâm tâm sở, vân vân vân, tất cả hiện tượng gì đó thấy có là đều là gọi là pháp hết. À, cái chữ thâm má này nó khác cái chữ thâm má pháp kiểu mà những bài pháp, những cái lời pháp giảng ha, nó khác. Thâm má này là bao gồm hết tất cả, chữ này bao trùm. Thì khi chúng ta chia pháp thì pháp nó chia có hai là sắc tục đế và chân đế. Thì pháp tục đế là pháp nói lên những cái gì mà thuộc về chế định, những cái gì mà thế gian mà giả định đặt để ra để mà thông hiểu với nhau, để chúng ta sống là giao tiếp, để nói với nhau, để trình bày, để mà diễn đạt những cái tư tưởng, những cái gì mình muốn nói, thì đó là được thuộc về pháp tục đế. Còn pháp chân đế là những cái pháp mà nó mang một cái trạng thái là chân thật, một cái trạng thái sự thật không thể thay đổi được. Nó sao là nó vậy, chẳng hạn như chúng ta nói về tâm tham là nó là tâm tham, chứ chúng ta không thể thay đổi cái trạng thái của nó được. Tâm tham với trạng thái là dính mắc, trạng thái attachment, trạng thái là bám víu, bám thủ, vân vân, thì cái trạng thái của tâm tham nó là như vậy, không thể thay đổi được. Tức là pháp chân đế được gọi là pháp không thể thay đổi, không thể mà biến dịch nó như thế nào thì chúng ta sẽ biết nó là như đó. Thì đó được gọi là pháp chân đế. Nhưng mà chúng ta phải nên hiểu cái sự mà không biến đổi đây không có nghĩa là nó thường còn. Nó vẫn là ở trạng thái vô thường, nó vẫn sanh lên, nó vẫn diệt xuống, nó vẫn sanh, vẫn diệt như thường. Chứ không phải là mình nói không thay đổi, mà dùng từ ngữ nhiều khi chúng ta không hiểu, hiểu lầm, chúng ta sẽ bị rơi vô cái thường kiến. Thì như vậy chúng ta biết là có hai pháp, là pháp tục đế và pháp chân đế. Thì trong toàn bộ những cái lời giảng của Đức Thế Tôn, trong ba tạng kinh, kinh tạng kinh, tạng luật và tạng luận, thì cũng nằm trong hai pháp này, tức là về tục đế và chân đế. Đức Thế Tôn không thuyết gì ngoài hai pháp này, cho nên chúng ta phải hiểu, học và nắm cho chính xác hai pháp này. Bởi vì nếu chúng ta không nắm được nó thì chúng ta tu giống như mù rồi voi, rờ chân voi thì mình tưởng con voi nó còn tròn bự bự, rờ cái giò con voi nó không cong, mình tưởng con voi nó là không cong, vân vân. Thì như vậy là chúng ta sẽ tu theo kiểu mù rồi voi là không có được. Cho nên mình phải học cho thật kỹ lưỡng, học tục đế cho rõ ràng, chân đế cho rõ ràng, để khi chúng ta dấn thân vào cái hành trình tu tập đó, thì lúc đó khi sở học mình đã có rồi, mình đã có nắm được các pháp rồi, thì khi mình vô mình hành thì lúc nó sẽ có những vấn đề gì nó phát sinh. Thì khi nó phát sinh là mình trong tâm mình tự nhiên nó sẽ biết, mà nó sẽ trạng lên, nó biết cái nào đúng cái nào sai. Như vậy mình mới thấy được cái con đường đi của mình nó đúng đắn. Còn chúng ta không biết thì thôi, khó mà chúng ta đi đến đích được lắm. Cũng giống như mình lái xe nha. Giờ mình học lái xe là trước khi mình vô mình học phải học luật lái xe như thế nào, bảng stop sign sao, đường đi sao chia lane rồi sao, học hết thuộc hết tất cả những cái luật đó, rồi mình học về cách lái xe như thế nào xong xuôi hết rồi lên tập lái. Thì khi mình lên mình lái mình cần phải nhớ vậy đó. Nhưng mà khi đụng chuyện là cái tâm mình tự động nó biết, giờ chạy tới thấy bảng stop sign thì cái tâm mình nhớ là đây là bảng ngừng, thì nó sẽ ngừng lại. Thấy cái bảng hiệu mà nhường đường hay là bảng cấm này kia, mình tự động tâm mình đã thuộc rồi, nó sẽ biết. Thì như thế nào thì chúng ta học pháp vậy, mình học cho kỹ, cho nhuần nhuyễn, cho thuộc, xong xuôi rồi chúng ta đi vào pháp hành. Rồi khi đi vào pháp hành thì chúng ta hành cái dẹp hết mấy cái học văn lên, ngồi đó hành. Hành khi nào mà chúng ta pháp nó sanh lên, có những cái trường hợp mà chúng ta thấy nó đặc biệt, nó sanh thì tự nhiên cái tâm mình có học rồi, nó sẽ biết. Nó biết đây là mình đi sai, đây là mình đi đúng, vân vân. Thì đó là cái lợi ích của cái pháp học. Nhất là chúng ta học về vi pháp này. Nam mô Bổn Sư. Thì chúng tôi nói tạm, nó sơ lược phân tích chút xíu lại, mình đây là cái buổi đầu thôi, thì chúng ta không có nên đi sâu gây cho một cái sự mà rối trí. Thì giờ mình học chia pháp xong, thì giờ mình học sơ lược về cái pháp tục đế, học về pháp tục đế.
Là bài thứ nhất mình vô là bài pháp tục đế, thì mời cô Nhật Quỳnh post cái bài pháp tục đế lên để cho các bạn thấy để mà học. Pháp tục đế này có cái sửa là chút xíu, cô Nhật Quỳnh bữa sửa chưa, sửa rồi phải không? Ai có cái sửa luôn nha. Ví dụ như cái mục số 1, danh chân chế định đó, nó quýt cha nó có chữ quyền nha. Cái số 1 với số 2 là có chữ quyền, ai quýt cha có chữ quyền, hai cái đó là một. Rồi cái sắp ta nó có chữ quyền, sửa rồi phải không? Sửa rồi. Rồi, xin bắt lên đi. Bắt lên cho bà con học. Đó. Bây giờ pháp tục đế nè. Chúng ta nói sơ sơ trong kỳ xếp xin nhận quyền bó xa. Pháp tục đế. Tục là trần tục, đế là sự thật. Pháp tục đế là pháp của sự thật của thế gian. Tức là những cái pháp mà được định đặt, định để của thế gian này, để chúng ta thông hiểu với nhau. Thì trong pháp tục đế này được chia ra có hai, là chia hai tiếp, tức là pháp tục đế chia hai, là danh chế định và nghĩa chế định, được chia làm hai nữa. Thì hai pháp này được chia ra nữa, tức là về danh chế định và nghĩa chế định. Thì về danh chế định, thì trong cái danh chế định này chia ra có sáu, là phần được sáu. Thì chúng ta sẽ đọc thấy xin Nhật Quỳnh đưa lên đó. Danh chế định là Na Má Banh Nhất Tí. Danh chế định có 6 ha, ghi có lên chưa? Hiện lên chưa? Hiện rồi hả? Làm đâu rồi. Rồi, ok. Thứ nhất là danh chân chế định. Tức là giờ tôi giảng sơ cái nghĩa trước để quý vị hiểu ha. Danh chân chế định Quýt Cha Ma Ná Banh Nhất Tí. Danh chân tức là danh từ chỉ cái sự chân thật, chỉ sự có thật, sự hiện hữu thật. Tức là danh chân, chân là chân thật, danh là cái danh từ. Danh chân chứ là danh từ đặt để ra để chỉ cái gì mà nó có hiện hữu, nó có thật tướng, nó có thực tính. Tức là chỉ những cái pháp thuộc về pháp chân đế, được gọi là danh chân chế định. Quý vị nắm được không? Nắm được cho các bông rồi. Chính là danh từ nè, chân là sự chân thật nè, chế định là đặt để định ra, chế đặt định ra. Thì danh chân chế định là những cái danh từ đặt để ra để nói lên những cái pháp có thật. Tức là pháp có thật đây là gì? Là chân đế, là những pháp chân đế. Tức là những pháp chân đế gồm, học chia rồi biết đó, gồm có vô vi, hữu vi, sắc pháp, sở hữu tâm, tâm. Đó là những cái pháp có thật. Thì như vậy danh chân chế định là một cái danh từ để chỉ, đặt để ra để chỉ những cái pháp hiện hữu, những cái pháp có thật. Là một. Rồi cái thứ hai là phi danh chân chế định. Thì đến ngược lại, phi là không, tức là chỉ những pháp không thật. Như phi là không, là danh là cái danh từ, chân là chân thật, chế định là đặt để, là những cái pháp đặt để không có thật, để chỉ ra những cái gì mà không có thật, là phi danh chân chế định. Tức là chẳng hạn như giờ ví dụ nói là Nhật Quỳnh, Xíp Nhật Quỳnh, Minh Tâm, Thi An Lạc, hay là Nguyên Như, hay là Nguyên Trang, vân vân, đó là những danh từ chỉ những cái không có thực thể. Có gì hiểu này không? Tức là ví dụ nói về Xích Nhật Quỳnh thì cái gì của là Xích Nhật Quỳnh? Không có gì là Xích Nhật Quỳnh nhé. Xích Nhật Quỳnh không có gì, tóc cũng phải, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, máu, mủ, ruột, non, ruột, già, bao tử, phèo, phổi, phân hết ra tìm cho tới tận cùng luôn. Tìm hết vô cho tới lòi hết ra không thấy gì có gọi là Nhật Quỳnh hết. Mà chỉ là một cái danh từ, một cái tên để đặt để nói lên cái chúng sanh đó. Thì như vậy được gọi là phi danh chân chế định. Bây giờ nắm được không? Nắm được hai này, nắm được cái danh chân với cái phi danh chân là mình nắm được gần như toàn bộ cái pháp đấy rồi. Phi danh chân chế định nắm được không? Rồi.
Danh chân chế định là những gì hiện hữu có thật. Thí dụ như tâm tham là danh chân chế định. Tâm thiện, dục giới là danh chân chế định. Tâm sở là danh chân. Sắc pháp là danh chân. Là những danh từ đặt để ra để nói những cái có thật. Là chỉ những pháp chân đế đó. Mình phải hiểu, nắm cho rõ. Là chỉ toàn bộ những pháp chân đế. Và Đức Phật dùng cái danh từ thuộc đế để chỉ những cái chân đế. Thì có như vậy mình mới hiểu được, chứ thôi là nó lộn xộn mà nó không hiểu. Không có cái danh từ đặt ra thì làm sao mình hiểu được. Ví dụ như tâm tham, thọ hỷ hợp tà, đó là chỉ là cái tâm tham ha. Nó có những cái trạng thái như vậy đó, thì được gọi là danh chân chế định. Nắm được chưa? Rồi phi danh chân chế định là những cái không có thật. Chẳng hạn như là minh tâm là không thật rồi đó. Xe hơi, nhà lầu, con ngựa, con chó, con mèo, con gà, vân vân, đó đều là phi danh chân chế định. Đó là không? Trong rung cái không hiểu thì nói nha, lắc lộn xộn. Rồi cái thứ ba là danh chân, phi danh chân chế định, tức là hai cái ghép vô, hai cái mệnh này ghép vô. Một cái là có thật và một cái không có thật. Danh chân, phi danh chân chế định. Tức là ví dụ như tâm tham của minh tâm, tâm tham là danh chân, minh tâm là phi danh chân. Đúng không? Danh chân, phi danh chân, tức là cái danh chân đi trước, phi danh chân đi sau. Là tâm thiện của Nhật Quỳnh, hay là tâm si của ai đó, thì đều đặt ra một cái tên cho đó. Thì như vậy là cái danh chân, phi danh chân chế định. Lắm không? Dễ ợt chứ, vì bác vậy đâu có gì đâu. Mình hiểu được cái là mình nó ra hết à. Rồi, tới cái thứ tư là ngược lại, phi danh chân chế định. Ngược lại, phi danh chân chế định. Ngược lại. Giờ như minh tâm có tâm tham. Thì là minh tâm có tâm tham là danh phi danh chân chế định. Hoặc là Nhật Quỳnh đang giận là phi danh chân chế định. Hiểu không quý vị ha? Rồi tới số 5 là danh chân chế định, hai cái danh chân luôn, hai cái danh chân luôn, danh chân chế định. Danh chân chế định tức là hai cái pháp danh chân luôn. Ví dụ như là tâm tham tà kiến. Tâm tham có tà kiến, tức là danh chân, và tà kiến cũng là danh chân. Thì như vậy hai pháp cộng dùng lại là danh chân chế định. Rồi, phi danh chân chế định là hai cái không phải luôn. Tức là minh tâm chở Minh Hà đi chơi, minh tâm chở Minh Hà là hai cái đều là phi danh chân. Thì đó là đặt đại ra để mình nói mình hiểu vậy. Hôm nay Minh Tâm chở cô Minh Hà hay là cô nào đó tên gì đó đi chơi ha, thì là phi danh chân chế định. Được chưa? Tắm được chưa? Tắm được ý nghĩa ha. Rồi. Rồi bây giờ tới nghĩa chế định. Tức là nói về những cái ý nghĩa được đặt để ra. Ách tháp bành nhất tí, nghĩa chế định có 7, nghĩa chế định có 7 pháp. Rồi, nghĩa chế định 7 pháp. Thứ nhất là hình thức chế định. Thứ nhất là hình thức chế định. Tức là cái gì, những cái hình thức bên ngoài đó, vuông, tròn, méo, này kia đó, những hình thức đặt ra bên ngoài cái vật chất nó gì đó. Như thế nào đó thì trang trí như thế nào đó thì gọi là hình thức chế định. Để cho mình nhìn cho mình biết, cái này là vòng tròn, cái này là chiếc xe vuông vuông, méo méo, vân vân, thì những hình thức bên ngoài đó, thì được gọi là hình thức chế định. Thứ hai là hiệp thành chế định. Hiệp thành chế định. Hiệp thành chế định là những
những thứ nhiều loại ráp lại thành một cái gì đó, tức là nhiều thứ hợp lại thành một cái gì đó đó. Chẳng hạn như một chiếc xe, nó gồm có là mua xe, rồi có vỏ xe, có câm xe, rồi có ốc vít sườn xe, xăng nhớt gì đủ thứ vậy, nó gom lại đặt cái tên là chiếc xe, thì gọi là hiệp thành chế định. Hoặc là con người mình gồm có đất nước lửa gió, rồi những sắc thần kinh, rồi cộng với lại tâm tâm sở gáp vô, thì gọi là một con người, thì gọi là hiệp thành chế định, là gom là hết thì mới gọi là một chúng sanh, thì gọi là hiệp thành chế định, chứ không có cái gì mà tự khơi khơi mình nó có được hết. Cho nên đây gọi là hiệp thành chế định. Rồi cái thứ ba là chúng sanh chế định. Chúng sanh chế định tức là nói lên những chúng sanh, đủ hạng loại chúng sanh, ví dụ như con người, con thú, con gà, con vịt, con ngỗng, con rắn, con bò, hoặc là chư thiên, phạm thiên, vân vân, thì gọi là chúng sanh chế định. Đặt để những danh từ ra để nói chúng ta hiểu. Ví dụ như nói phạm thiên này là mình biết là ông trời phạm thiên, mình nói là chư thiên dục giới là mình biết chư thiên đó. Còn nói về con bò, con rắn, con gà là mình biết là những chúng sanh đó, thì được gọi là chúng sanh chế định. Dễ hiểu không? Rồi phương hướng chế định. Tiếp theo là phương hướng chế định. Tức là đây là nói về cái phương hướng. Chẳng hạn như là hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trên, hướng dưới. Thì gọi là phương hướng chế định. Đặt để ra để mà chúng ta hiểu. Chẳng hạn như giờ mình nói giờ đi về hướng tây, là đi hướng đó đó đó, hướng bắc, hướng này, hướng đông, hướng này, vân vân. Thì đó là phương hướng chế định. Đặt để ra để chúng ta thông hiểu nhau như vậy. Rồi thời gian chế định hoặc là thời tiết chế định, hai cái gấp chung nhau. Thì nói về thời gian tức là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 1 phút, 2 phút, 3 phút, hay là 1 tiếng, 2 tiếng, hay là 1 ngày, 2 ngày, vân vân. Hoặc là thời tiết là xuân hạ thu đông, và cũng nằm trong khoảng thời gian tức là thời tiết. Hôm nay tháng này mà vô mùa xuân. Mùa xuân gồm có 3 tháng, tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, vân vân. Thì được gọi là thời gian chế định và thời tiết chế định. Rồi, hư không chế định. Hư không chế định tức là cái khoảng không á. Tức là mình hiểu là hư không là cái khoảng không giữa hai giữa cái có. Tức là chẳng hạn như một cái lỗ hang hoặc là một cái giếng. Thì những cái khoảng không đó đó. Khoảng không nó được đặt ra gọi là cái đặt cái tên đó lên, thì cái lỗ đó thì đặt là cái giếng, thì gọi là hư không chế định. Cái lỗ giếng đó nó có khoảng không đó, hoặc là cái lỗ hang được gọi là cái khoảng không, đó là cái hang, cái hố, hoặc là cái lỗ ống khóa, thì đó là cái khoảng không, đó được gọi là khoảng hư không chế định. Đặt ra là đặt cái tên ra để mà nói cho mình biết. Ví dụ như nói cái hố đó là mình biết là cái hố nó có hình dạng, nó có cái khoảng không là mình hiểu liền. Hư không chế định. Rồi cái cuối cùng là tiêu biểu chế định hay là hình tướng chế định, hay là hình tướng niết tá, hình tướng chứ là tiêu biểu đó. Tức là những cái bản hiệu, những dấu hiệu, những cái ký hiệu để mà chúng ta thông hiểu nhau được. Hoặc là trong thiền thì có những cái tướng là sơ tướng, là tợ tướng, là quan tướng, vân vân, những cái tướng đó để cho, biểu hiện cho mình biết là cái đó đề mục tu thiền. Thì là tiêu biểu chế định. Là sơ lược về những cái phần tục đế để chúng ta nắm được về như thế nào là tục đế một cách rõ ràng, mình hiểu được tục đế là như vậy, để khi mình đi vào vấn đề tu tập mình sẽ không bị rơi vào trong đó. Chúng ta rất là dễ rơi vào trong tục đế, khó mà chúng ta thấy được pháp chân đế khi mình vô pháp hành đó. Là phải học cái này rất kỹ, thuộc lòng cái pháp tục đế này. Mình sẽ rơi vô những cái mà định đặt, những cái giả định không, nó không có thật. Mà không có thật thì chúng ta tu mà vô phương luôn. Thì giờ nói lại pháp tục đế Samuttisaccha. Pháp tục đế Samuttisaccha. Pháp tục đế chỉ có hai là danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định là Namabhanyatti. Danh chế định Namabhanyatti có 6. Danh chân chế định Vicchamanabhanyatti. Vicchamanabhanyatti. Phi danh chân chế định Avicchamanabhanyatti. Phi danh chân chế định
Avicca mà nó bành nhất tí danh chân phi danh chân chế định Avicca mà nó Avicca mà nó bành nhất tí phi danh chân chế định Avicca mà nó Avicca mà nó bành nhất tí danh chân chế định Avicca mà nó bành nhất tí phi danh chân chế định Avicca mà nó Avicca mà nó bành nhất tí đó là sáu pháp thuộc về danh chế định rồi tôi nghĩa chế định Attha bành nhất tí Attha bành nhất tí có bảy một hình thức chế định Santhana bành nhất tí đó là hình thức chế định hai là hiệp thành chế định Samuha bành nhất tí ba chúng sanh chế định Satta bành nhất tí bốn phương hướng chế định Disa bành nhất tí năm thời gian chế định hoặc là thời tiết chế định Kala bành nhất tí Utu bành nhất tí sáu hư không chế định Akasa bành nhất tí bảy tiêu biểu chế định Nimitta bành nhất tí là toàn bộ pháp tục đế có sáu pháp thuộc về danh chế định và bảy pháp thuộc về nghĩa chế định tổng cộng có 13 pháp chế định đây là cái bài học vô về đầu tiên trong cái tục đế chúng ta học ha học xong tục đế này là tuần sau chúng ta sẽ vô về pháp chân đế để chúng ta nắm được pháp rõ ràng ha rồi mô phật xin để lại mic cho quý vị nha hãy lên tu cho tuần tự nha để đọc bài cho dừng diễn gom phước xa thú ha nhà nằm mô phật hôm nay thấy ai cũng giỏi hết lên đọc chia pháp ào ào không đặt gì ha 10 điểm không ai cũng 10 điểm hết xa thú quý vị xa thú dân bông rồi cho râm được quan hỷ nằm mô phật Nam Mô Bích Tha Dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhục Quỳnh kính chào Đạo Tràng Dạ, Nhục Quỳnh xin phép được trả bài Dạ, cảm ơn Nguyên Trang, cảm ơn Minh Tâm cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu Bài 1, Pháp Tục Đế Sammuttisaccha A Pháp Tục Đế Sammuttisaccha có 2 Danh chế định và nghĩa chế định A nhỏ danh chế định na ma banh nhất tí có 6 1 danh chân chế định vichcha ma na banh nhất tí 2 phi danh chân chế định avichcha ma na banh nhất tí 3 danh chân phi danh chân chế định vichcha ma na avichcha ma na banh nhất tí 4 phi danh chân chế định avicca ma avicca ma nắp banh nhất tí năm danh chân chế định avicca ma avicca ma nắp banh nhất tí sáu phi danh chân chế định avicca ma avicca ma nắp banh nhất tí b nhỏ nghĩa chế định Attabanh Nhatti có 7 1. Hình thức chế định Santhanabanh Nhatti 2. Hiệp thành chế định Sammuhabanh Nhatti 3. Chúng sanh chế định Sattabanh Nhatti 4. Phương hướng chế định Disabanh Nhatti 5. Thời gian chế định Kalabanh Nhatti 6. Hư không chế định hay là thời tiết Akasabanh Nhatti 7 tiêu biểu chế định hay là hình tướng chế định Nimittabanh Nhatti Nam Mô Bích Tha Dạ Nam Mô Bích Tha Dạ
Dạ con một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc bài Pháp Chế Định, còn gọi là Tục Đế. Pháp Chế Định là Sammuti Sakcha. Có hai danh chế định, Namapanyati và nghĩa chế định, Atthapanyati. Danh chế định có sáu, danh chế định là Namapanyati. Có sáu, một danh chơn chế định, Vichamanapanyati. Phi danh chơn chế định, hai phi danh chơn chế định, Avichamanapanyati. Ba danh chơn phi danh chơn chế định, Vichamanavichamanapanyati. Phi danh chơn danh chế định, Vichamanao. Con đọc lại, phi danh chơn chế định, Avichamanavichamanapanyati. Danh chơn chế định, Vichamanavichamanapanyati. Sáu, phi danh chơn chế định, Avichamanavichamanapanyati. B, nghĩa chế định, Atthapanyati. Có bảy, một hình thức chế định, Santhanapanyati. Hai, hiệp thành chế định, Samuhapanyati. Ba, chúng sanh chế định, Sattapanyati. Bốn, phương hướng chế định, Disapanyati. Năm, thời gian chế định, Kalapanyati. Sáu, hư không chế định, Akasapanyati. Bảy, tiêu biểu chế định, Namittapanyati. Dạ con đã đọc xong. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Kính mời Sister Như Quỳnh. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con xin kính chào toàn thể quý sư tôn Đức Tăng Ni và đạo tràng. Dạ con xin kính chào chú Kinh. Con xin đọc. Dạ Pháp Tục Đế Sammuti Sakcha gồm có hai là danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định Vichamanapanyati gồm có sáu pháp là phi danh chân chế định Avichamanapanyati, danh chân phi danh chân chế định Vichamanavichamapanyati, phi danh chân chế định Avichamanavichamapanyati, danh chân chế định Vichamanavichamapanyati, phi danh chân chế định Akuchamanakuchamanapanyati. Nghĩa chế định Atthapanyati có bảy. Thứ nhất là hình thức chế định Santhanapanyati. Hai là hiệp thành chế định Sammuhapanyati. Ba là chúng sanh chế định Sattapanyati. Số bốn là phương hướng chế định Disapanyati. Số 5 là thời gian chế định Kalapanyati. Số 6 là hư không chế định Akasapanyati, tiêu biểu chế định hoặc là hình tướng chế định là Nimittapanyati. Dạ con xin hết à. Con xin nhường mấy. Dạ thiếu gì vậy? Con cũng không biết nữa, tại vì con mới vừa vô luôn. Nãy giờ con nghe không có kịp, để con mắc làm. Dạ, dạ có gì con mong chú sửa lại giùm cho con. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Dạ.
Ơi Nguyên Như ơi, ơi Nguyên Như rất mít rồi. Ơi thôi trong khi chờ đợi nha, trong khi chờ đợi sư trả bài về phần chế định, phần chế định còn gọi là pháp tục, tiếng Bali gọi là Sammuti Sacca. Sammuti Sacca chia phân ra làm hai phần. Hai phần gọi là danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định có 6, nghĩa chế định có 7. Danh chế định thì cái thứ nhất là danh chơn chế định quý cha ma na pan nha tí pan nha tí quý cha ma na pan nha tí. Cái thứ hai là phi danh chơn chế định là á quý cha ma na pan nha tí. Cái thứ ba là danh chơn phi danh chơn chế định quý cha ma na á quý cha ma na pan nha tí. Cái thứ tư là phi danh chơn chế định là á quý cha ma na á quý cha ma na pan nha tí. Thứ năm là danh chơn chế định là quý cha ma na pan nha tí. Thứ sáu là phi danh chơn chế định là á quý cha ma na á quý cha ma na pan nha tí. Cái thứ phần thứ hai là nghĩa chế định, nghĩa chế định nói đủ là có 8 nhưng mà nói gọn thì có 7. Thứ nhất là hình thức chế định santana pan nha tí. Số 2 là hiệp thành chế định là xá mu há pan nha tí. Số 3 là chúng sanh chế định là sát ta pan nha tí. Thứ 4 là phương hướng chế định là đi xa pan nha tí. Số 5 này hai cái nè, số 5 bao gồm hai cái thời gian chế định và thời tiết chế định là kala pan nha tí và ú tú pan nha tí. Thứ 6 là hư không chế định là a ca xá pan nha tí. Số 7 là tiêu biểu chế định là mít ni mít tá pan nha tí. Dạ mô Phật. Thưa đạo tràng, sư đã trả bài xong, bây giờ mời vị kế tiếp đi. Minh Tâm đâu, chủ trà Minh Tâm. Ồ hay quá, rồi kính mời. Dạ con xin phép được đọc cái phần tục đế. Pháp tục đế là Sammuti Sacca, gồm có danh chế định và nghĩa chế định. Rồi trong cái phần danh chế định, tiếng Bali nó chạy ra mất tiêu rồi. Danh chế định tiếng Bali là Na Má Ban Nhá Tí Nhá Tí, và cái chữ nghĩa chế định là chạy đâu nó rồi, Át Tha Ban Nhá Tí. Rồi phần danh chế định thì chia ra là thứ nhất là danh chơn chế định quýt cha ma ná ban nhá tí. Thứ hai là phi danh chơn chế định á quýt cha ma ná ban nhá tí. Thứ ba là danh chơn phi danh chơn chế định quýt cha ma ná á quýt cha ma ná ban nhá tí. Thứ tư là phi danh chơn chế định á quýt cha ma ná quýt cha ma ná ban nhá tí. Cái thứ năm là danh chơn chế định quýt cha ma ná quýt cha ma ná ban nhá tí. Cái thứ sáu là phi danh chơn chế định
Avijja mana, avijja mana banyati. Cái phần thứ hai là nghĩa chế định. Attha banyati gồm có 7 phần. Thứ nhất là hình thức chế định. Santhana banyati. Thứ hai là hiệp thành chế định. Sumuha banyati. Xin lỗi. Samuha banyati. Thứ ba là chúng sanh chế định. Satta banyati. Thứ tư là phương hướng chế định. Disa banyati. Thứ năm là thời gian chế định. Kala banyati. Rồi một cái nữa là hình như là cái gì thời tiết ha, nhà thời tiết chế định. Để coi nãy sư Thanh Tâm nói gì ha. Con Như Quỳnh bó thiếu phần này, hình như là ưu tú ha, dạ ưu tú banh nhát tí, dạ không biết nhớ phải không, nãy nghe sư đọc phần đó. Thứ sáu là hư không chế định, akasa banh nhát tí. Thứ bảy là tiêu biểu chế định, nimitta banh nhát tí. Dạ con đã trả bài xong rồi, con xin phép mời cô Liên Hoa lên ạ. Nắc mô Bức Thà Giá, Nắc mô Thầm Mà Giá, Nắc mô Sân Khà Giá. Dạ con xin trả bài ạ. Pháp tục đế là sám hối tí sắc chá. Pháp tục đế chia có hai, danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định quý trà mà ná tành nhắc tí. Danh chế định chia có sáu, gồm nhanh một là nhanh, danh chơn chế định xà quý trà mà na tành nhất tí. Hai là phi nhanh chơn chế định là a quy cha mà na tành nhất tí. Ba là danh chơn phi danh chơn chế định là quý cha mà na a quy cha mà na tành nhất tí. Bốn là phi danh chơn chế định a quy cha mà na a quy. Rồi con đọc lại, phi danh chơn chế định là a quy cha mà na quý trà mà na tần nhất tí. Năm là danh chơn chế định là quý trà mà na tần nhất tí. Sáu là phi danh chơn chế định a quý trà mà na a quý trà mà na tần nhất tí. Nghĩa chế định là át tha tần nhất tí. Nghĩa chế định chia có bảy. Một là hình thức chế định san tha na tần nhất tí. Hai là hiệp thành chế định sa mù na tành nhất tí. Ba là chúng sanh chế định, chế định là sa tành nhất tí. Bốn là phương hướng chế định đi sa tành nhất tí. Năm là thời gian chế định ca la tành nhất tí. Sáu là hư không chế định a ca sa tành nhất tí. Bảy là tiêu biểu chế định nimitta tành nhất tí. Dạ con đã trả bài xong, con có sai gì xin chú kinh sửa giúp con ạ. Dạ. Bổn sư Thích Ca Minh Ni Phật, con xin trả bài. Thứ nhất là pháp tục đế Samuti Sắc Chá. Pháp tục đế là Samuti Sắc Chá thì có hai. Đây là danh chế định là Namapanya. Danh chế định có 6. Thứ nhất là danh chân Vicha Manapanya tí. Thứ hai danh chân chế định Vicha Manapanya tí. Thứ ba là danh chân chế định Vicha Manapanya tí. Thứ bốn là phi danh chân chế định Vicha Manapanya tí. Số 5 danh chân chế định Vichama na panyati. Thứ 6 là phi danh chân chế định Vichama na panyati.
nghĩa chế định là Atthapanyati có 7. Thứ nhất là hình thức chế định Santhanapanyati. Thứ hai, hiệp thành chế định Sattapanyati. Thứ ba là chúng sanh chế định Sattapanyati. Thứ tư là phương hướng chế định Disapanyati. Thứ năm là thời gian chế định Kalapanyati hoặc là thời tiết Utupanyati chế định. Thứ sáu là hư không chế định Akasapanyati. Thứ bảy là tiêu biểu chế định hay là hình tướng chế định là Nimittapanyati. Tóm lại là có 13 danh chế định. Và con xin trao mai là cho sư phụ hoặc là vị nào muốn lên. Dạ, mời Quý Như. Nam mô Bức Thầy Giá. Dạ hồi nãy con bị tùm lem là không có nghe được gì hết. Dạ con xin trả bài một lần nữa. Dạ sao muốn cô Nhiệt Quỳnh chừng nào không nghe cho con biết. Hôm nay cái internet của con bị sao ạ? Dạ Pháp Tục Đế Sam Mứt Tiết Sách Chát. Pháp Tục Đế được chia làm hai: danh chế định và nghĩa chế định. A danh chế định chia có 6. Na Má Banh Nhất Tiết. Thứ nhất là danh chân chế định Quýt Cha Ma Ráp Anh Nhất Tí. Phi danh chân chế định Á Quýt Cha Ma Ráp Anh Nhất Tí. Thứ ba, phi danh chân chế định Quýt Cha Ma Ráp Á Quýt Cha Ma Ráp Anh Nhất Tí. Phi danh chân chế định Á Quýt Cha Ma Ráp Quýt Cha Ma Ráp Anh Nhất Tí. Danh chân chế định Quýt Cha Ma Nát, Quýt Cha Ma Nát Anh Nhất Tí. Phi danh chân chế định Á Quýt Cha Ma Nát, Á Quýt Cha Ma Nát Anh Nhất Tí. B. Nghĩa chế định chia có 7. Nghĩa chế định là Atthapanyati Nhất Tí chia có 7. Thứ nhất là hình thức chế định Santhanapanyati Nhất Tí. Thứ hai, hiệp thành chế định Sammuhapanyati Nhất Tí. Thứ ba, chúng sanh chế định Sattapanyati. Thứ bốn, phương hướng chế định Disapanyati. Thứ năm, thời gian chế định Kalapanyati. Thứ sáu là hư không chế định Akasapanyati. Thứ bảy là tiêu biểu chế định Nimittapanyati. Dạ con xin hết ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính chào quý chư công đức tăng ni, kính chào anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài Pháp Tục Đế là Sammuti Sakcha có 2: danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định là Nam Má Ban Nhất Tí có 6. Thứ nhất là danh chơn chế định Ví Cha Ma Ná Banh Nhát Tí. Thứ hai là phi danh chơn chế định Á Ví Cha Ma Ná Banh Nhát Tí. Thứ ba là danh chơn phi danh chơn chế định Ví Cha Ma Ná Á Ví Cha Ma Ná Banh Nhát Tí. Thứ tư là phi danh chơn chế định Avicca mana, Vicca mana, Banyati. Thứ năm, danh chơn chế định Vicca mana, Vicca mana, Banyati. Thứ sáu, phi danh chơn chế định Avicca mana, Avicca mana, Banyati. Nghĩa chế định là Atthapanyati có 7. Thứ nhất là hình thức chế định Santhanapanyati. Thứ hai là hiệp thành chế định Sammuhapanyati. Thứ ba là chúng sanh chế định Sattapanyati. Thứ tư là phương hướng chế định Disapanyati. Thứ năm là thời gian chế định Kalapanyati. Thứ sáu là hư không chế định Akasapanyati.
Thứ bảy là tiêu biểu chế định Nimitta Panyati. Dạ, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con xin trả bài học hôm nay ạ. Con kính xin quý sư và quý vị trong đạo tràng. Hôm nay con học bài á, Pháp Tục Đế là Sammuti Sacca. Pháp Tục Đế có hai danh chế định, Nama Panati và nghĩa chế định Athabanati. Danh chế định gồm có 6 danh chân chế định Vichamanabanati, 2 phi nhân chế định Avichamanabanati, 3 phi danh chân chế định Vichamanabanati, 4 phi danh chân chế định Avichamanabanati, 5 danh chân chế định Vichamanabanati, 6 phi danh chân chế định Avichamanabanati. Nghĩa chế định gồm có 7. Nghĩa chế định là Athabanati có 7 hình thức chế định. Thứ nhất là hình thức chế định Santhanabanati, 2 hiệp thành chế định Sammuthabanati, 3 chúng sanh chế định Sattabanati, 4 phương hướng chế định Disabanati, 5 thời gian chế định còn gọi là thời tiết Kalabanati, 6 hư không chế định Akasabanati, 7 tiêu biểu chế định hình tướng còn gọi là hình tướng Minitabanati. Nhà mô Phật, con xin gửi mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con xin trả bài. Pháp Tục Đế Sammuti Sacca có 2 danh chế định Nama Panyati và nghĩa chế định Attha Panyati. A. Danh chế định Nama Panyati có 6. 1. Danh chân chế định Vichamana Panyati. 2. Phi danh chân chế định Avichamana Panyati. 3. Danh chân phi danh chân chế định Vichamana Avichamana Panyati. 4. Phi danh chân chế định Avichamana Vichamana Panyati. 5. Danh chân chế định Vichamana Vichamana Panyati. 6. Phi danh chân chế định Avichamana Avichamana Panyati. B. Nghĩa chế định Attha Panyati có 7. Hình thức chế định Santhana Panyati. 2. Hiệp thành chế định Samuha Panyati. 3. Chúng sanh chế định Satta Panyati. 4. Phương hướng chế định Disa Panyati. 5. Thời gian chế định Kala Panyati. 6. Hư không chế định Akasa Panyati. 7. Tiêu biểu chế định Nimitta Panyati. Dạ con trả bài xong, xin chữ. Con xin xuống mắt. Hello, 1, 2, 3. Hello. Hello. Okay, yes.
xa thú rồi hôm nay quá giỏi ha, mới post lên trong vòng 5-10 phút là đọc ào 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 quá giỏi. Nhưng mà mình phải coi lại, có những vị đọc chưa có chuẩn thì mình coi lại, nghe các bạn đọc mình đọc lại cho kỹ chút xíu. Vậy là quá hay, quá giỏi rồi. Thì đó là học sơ lược về cái pháp tục đế, rồi quý vị nghiền ngẫm về cái pháp tục đế này ha. Để từ sau chúng ta sẽ đưa những câu hỏi để hỏi, rồi quý vị lên trả lời những cái câu hỏi nó thuộc như thế nào trong cái pháp tục đế đó, để giải thích đàng hoàng ha. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta vô một số câu hỏi để phần cuối là có gì đặt một số câu hỏi để quý vị lên trả lời. Khi mình trả lời câu hỏi đó là mình phải giải thích tại sao nó vậy ha, giải thích rõ ràng, chứ mình không có chat lên cái trên đây mình không có chat được đâu, không có nói rõ được ý nghĩa được. Rồi bắt đầu vô câu số 1. Ai ghi lại ghi giùm nha. Câu số 1. Pháp tục đế chia hai là danh pháp và sắc pháp, phải không? Gì là pháp tục chia hai là danh pháp và sắc pháp, phải không? Ghi được không? Nghe ghi ra nha. Pháp tục đế chia hai là danh pháp và sắc pháp, phải không? Alo, có nghe không vậy? Alo, có nghe không vậy? Boss go lên rồi, ai lên trả bài đi, lên trả lời đi ha. Mời quý vị lên trả lời câu hỏi cho rõ ràng ha, phân tích ra. Rồi, ok. Nam mô Bức Thầy Giác. Dạ, câu hỏi là pháp tục đế chia làm hai là danh pháp và sắc pháp, phải không? Câu trả lời là dạ, thưa không. Pháp tục đế chia làm hai là danh chế định và nghĩa chế định. Dạ, con xin xuống ạ. À, đúng không cái gì, đúng không cái gì? Pháp tục đế chia hai là gì? Chia hai là gì? Ghi ra là danh chế định và nghĩa chế định, đúng rồi. Xà thứ rồi, tặng bông ha, cái gì? Tặng bông lên. À, thứ rồi. Câu số 2. Câu 2 nha. Sắc pháp không ai đánh lên câu hỏi cho mấy người khác để coi chứ. Sắc pháp là pháp của người nữ hay người nam? Câu hỏi, sắc pháp là pháp của người nữ hay người nam? Rồi, mời ai lên lại nha. Sắc pháp là pháp của người nữ hay của người nam? Rồi, xin xuống bếp nha. À, Nam Mô Bích Thay. Dạ, con Nguyên Trang, con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng, kính chào chú Kinh. À, dạ, sắc pháp là pháp của người nữ hay pháp của người nam? Dạ, câu này, sắc pháp không phải là pháp của người nữ, không phải là của người nam, chỉ là pháp, sắc pháp trong ví dụ pháp ạ. Con, không phải ạ. Còn xin xuống. Dạ, Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang. Dạ, Bồ Phật sư xin kính chào đạo tràng. Đây, sắc pháp là pháp của người nữ hay pháp của người nam? Đây, sắc pháp đây nó là sắc pháp, sắc là thuộc vào phần vật chất ha. Vật chất đó là đất, nước, lửa, gió. Thì sắc pháp thì người nam và người nữ là sắc pháp. Như vậy thì người nữ cũng có đất, nước, gió, lửa, người nam cũng có đất, nước, gió, lửa. Như vậy thì cho cả hai. Dạ. Không gì nghe kịp ha. Mô Phật. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, con thành kính lãnh lễ chư tông đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, con xin sám hối, lúc nãy là con không có mặt trước máy, nên không có nghe câu hỏi đầu.
Dạ sám hối với đạo tràng. Dạ bây giờ con xin trả lời câu số 2, sắc pháp là pháp của người nữ hay người nam? Dạ sắc pháp là tất cả. Nam nữ thì cũng có sắc pháp hết. Dạ. Con kính nhân mít đến đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Hello. Sao thứ sao thứ. Trong nói về sắc pháp gì ta học tất cả là pháp, pháp chia làm hai, pháp tục đế, pháp chân đế chia làm hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi, chân đế hữu vi chia làm hai, sắc pháp và danh pháp. Thì sắc pháp đây mình mà mới học cái sơ cơ ha, thì mình chỉ học mình biết sắc pháp là bằng vật chất vô tri giác thì gọi là sắc pháp. Chứ mà nói là sắc pháp là của người nữ hay người nam là bắt đầu nó đưa vô vấn đề chi pháp, nó lên vô những cái bài bên trong. Nhưng mà học bên trong những người sắc nữ tính, sắc nam tính đều có sắc pháp, thì mình nói là người nữ cũng có sắc pháp, người nam cũng có sắc pháp thì cũng đúng. Nhưng mà nó lại không đúng như cái bài mình học ngày hôm nay. Bài hôm nay là mình chỉ học là chia pháp, sắc pháp này kia nọ, thì sắc pháp chỉ là vật chất, không phải là người nữ hay người nam. Đó là bài học của ngày hôm nay là hỏi về vấn đề này. Có gì đóng nữa không ạ? Sắc pháp là phần sắc pháp, vô tri giác là phần vật chất, vô tri giác. Đang học cái bài chia pháp ha, thì mình ok, xà thứ, rồi. Đóng nữa không? Có gì đóng nữa không? Rồi, tới câu số 3. Câu số 3, đất, nước, lửa, gió là pháp chân đế hay tục đế? Đất, nước, lửa, gió là pháp chân đế hay tục đế? Rồi, mời quý vị lên nha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con cho con lên trả lời lại. Dạ đất nước gió lửa là pháp chân đế. Dạ con trả lời xong. Câu này dễ quá ha, câu này quá dễ, đánh lý do pháp chân đế, pháp chân đế xa thứ 10 điểm. Rồi câu số 4, sở hữu tâm và tâm, nghe kỹ nha, sở hữu tâm và tâm tuy hai mà một, tuy một mà hai, phải không? Rồi việc lên trả lời nha, sở hữu tâm và tâm tuy hai mà một, tuy một mà hai, đúng hay không? Rồi bài nha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con không thấy ai trả lời hết, thôi con xin xung phong. Nếu mà nói là sở hữu tâm và tâm, nếu mà mình chia là một á thì đó là về danh sách, còn nếu mình chia là hai đó thì nó thuộc loại là tâm vương và tâm sở, thì hai cũng được mà một cũng được, tùy theo là mình nói như thế nào. Như vậy là có đúng hay không thì câu trả lời của con là đúng. Thì con xin xung phong. Sao thú giỏi vậy ta, như giỏi quá, lúc bị gài mà cũng vẫn nói được, cũng hay. Sao thú tặng bông, vậy tặng cho Nguyên Như bông. Nếu nói là danh pháp thì là hai cái đó là gom chung là danh pháp một, nhưng mà nếu mà nó tách ra thì sở hữu tâm là sở hữu tâm, mà tâm là tâm, nó gom lại một, hai, hai, một là cái đó. Rồi, hay quá. Rồi, số 5, câu số 5 nha. Tâm thiện là tâm hay tâm là tâm thiện? Nghe kỹ nha. Tâm thiện là tâm hay tâm là tâm thiện? Tâm thiện là tâm hay tâm là tâm thiện? Rồi mời quý vị nha.
An, dạ con xin trả lời. Tâm thiện là tâm hay tâm là tâm thiện? Dạ. Tâm là tâm thiện. Vì trong tâm á, thì có tâm thiện và tâm... trong tâm thì có tâm thiện cũng như trong... Nên hả? Dạ, con trả lời là tâm là tâm thiện. Dạ. Con rồi con xin xuống mic. Nam mô Bố Thầy nhé. Dạ, câu trả lời của Nguyên Như là ngược lại. Tâm thiện là tâm thôi, còn tâm thì không phải tâm thiện. Tự vì tâm mình có tới 121 tâm vận, thành ra nói tâm đâu có phải là tâm thiện. Mình cũng có tâm bất thiện và nhiều tâm khác nữa. Dạ, câu trả lời của con là cái vế thứ nhất là tâm thiện là tâm. Xà thứ, xà thứ, giỏi quá ta, con nhận giỏi quá, 10 điểm, 10 điểm. Học trò giỏi nha, học giỏi nhất lớp nha. Rồi, câu số 6. Câu 6 là dễ nha, sao là dễ mà thử nha. Tâm nào được gọi là tâm dục giới? Tâm nào được gọi là tâm dục giới? Rồi, mời quý vị nha. Dạ, tâm nào gọi là tâm dục giới là tâm bất thiện ạ. À. Tâm bất thiện gọi là tâm dục giới. Tâm vô nhân, tâm dục giới có tâm tâm vô nhân và tâm bất thiện. À, ba tâm lận chứ. À, tâm dục giới là có tâm dục giới tịnh hảo, tâm vô nhân và tâm bất thiện. Dạ rồi, con xuống. Ok rồi, mời xin chị Quỳnh next rồi. Dạ, Nhật Quỳnh xin đề nghị với Quỳnh Kinh, ai đã trả lời trúng trời trật gì thì Quỳnh để từ từ cho vài ba người trả lời xong rồi hả cho điểm. Hồi nãy Nhật Quỳnh thấy cái câu mà Nguyên Như trả lời đó, câu thứ tư hay thứ năm gì đó, là hai ba tay ta đưa lên người ta chưa trả lời hết là sư cho huynh cho kết quả rồi, vậy không công bằng, phải không? Vậy để cho người ta phát huy cái tinh thần của người ta chứ huynh chưa vậy hết rồi huynh nói sai hay đúng rồi thì làm sao không có công bằng, phải không quý vị? Rồi thì nhà già nhà huynh trả lời, nếu sai đúng gì thì để cho thêm người khác. Dạ không phải thiên vị, nhưng mà huynh nhanh quá, một người trả lời là huynh ok hoặc là không ok liền thì người khác hơn người ta không có phát huy được thôi, chứ không phải là thiên vị. Dạ, bây giờ rồi, trở lại câu hỏi. Nhật Quỳnh kéo xuống. Dạ. Tâm nào được gọi là tâm dục giới? Dạ, tâm dục giới thì nó tới cái 54 tâm đó. Dạ, 54 tâm. Là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân và 24 tâm dục giới tịnh hảo. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ. Dạ, con này có ý kiến ngược lại với con Như Quỳnh chút. Dạ, cái câu nào dễ quá ai trả lời đúng mà thôi sa thú cho người khác ta học thông qua. Chứ còn tất cả mà lên xếp hàng trả lời có một câu xong rồi chú Kinh chấm điểm chắc ngày học được có hai câu. Thầy đông người giơ tay quá, đông người đó ai cũng lên trả lời đúng hết cũng như không. À, cho nên là cái
cái chiêu đầu con thấy nó hay á, và bài học nó sẽ đi nó suôn hơn. Và đạo tràng đã hiểu rồi, ví dụ như 5 cộng 5 bằng 10, người ta đã nói 10 rồi thôi, tự nhiên xếp hàng 10 người lên đều nói 10 hết cũng như không. Dạ, thì đó ý riêng của con thôi. Dạ. Sau đây con xin trả lời tâm nào được gọi là tâm dục giới. Dạ, thì nếu mà mình nói rõ ra thì gồm có 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại tố, tâm di tác, rồi 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, 15 tâm quả vô nhân, rồi 3 tâm di tác vô nhân. Nhưng mà nếu nói 15 tâm quả vô nhân cũng không rõ, nó luôn là 7 tâm quả bất thiện vô nhân, rồi 8 tâm quả thiện vô nhân, cộng lại hết ra 54 tâm. Thì đó là một cái ý nhỏ nhỏ chia sẻ vậy, không biết đúng không. Dạ cho con xin trả lời đi, tại vì nãy giờ mọi người nói xa quá mà con chỉ biết ở trong bài học thôi. Tâm dục giới thì gồm có tâm dục giới tịnh hảo và tâm dục giới vô tịnh hảo. Dạ con nhiều đó là hết rồi. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Thầy á. À, xa thú gì mới lên đó mất rồi, tao gì mới lên. Mới lên đó là gì? Dư Bình phải không? Dư Bình. Dư Bình, ok. Thì mới học bài chia pháp mà lên chia tới 54 tâm rồi chia tùm lum la trật lắc lâu trúng vô bài. Bài mình đang học bài chia pháp mà. Thì tâm dục giới chia có mấy, có hai tâm dục giới tịnh hảo và tâm dục giới vô tịnh hảo. Đó, muốn chia thêm nữa tao dự giới cho tôi vô tình não có hai là vô nhân tao bất thiện tới đó thôi, chia 18 15 17 chưa học tới xâm lấn qua cái vùng đất mới nữa. Ok rồi, sao thứ vô vậy là cũng giỏi quá, chưa học mà biết hết trơn rồi, hơn thầy luôn rồi. Thầy chưa biết gì hết bó tay luôn rồi. Nãy câu đó là ha, rồi tiếp câu nữa nha. Rồi, tiếp nha. Số 7. Tâm siêu thế là tâm của siêu nhân trong Superman, trong phim Superman, hay là tâm gì? Tâm siêu thế là tâm của siêu nhân trong phim Superman hay là tâm gì? Rồi mời quý vị nha. Tâm siêu thế là tâm của siêu nhân trong phim Superman hay là tâm gì? Rồi mời quý vị. Dạ con xin trả lời. Dạ con nghĩ tâm siêu thế là tâm của bậc thánh, mà bậc thánh là không còn tham sân si. Còn nếu mà tính nhân chung Superman thì không, vì siêu nhân vẫn còn tham sân si đầy đủ ha. Dạ nếu không có sân không đi đánh lộn đâu. Dạ con xin hết rồi. Yeah, như Quỳnh trả lời quá hay luôn. Yeah. Tâm siêu thế là tâm đạo và tâm quả của bậc thánh nhân và Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. À, thì đương nhiên là bốn bậc này thì không có đi làm phim kiếm tiền đâu. Bởi vì nếu mà còn kiếm tiền là hiệp thế rồi, không có siêu thế. Cho nên cái này theo ý con thì nó gồm có 20 tâm đạo và 20 tâm quả, và của bậc dự lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán. Và con xin leo xuống. Xà thứ giỏi. Sư Diệp Quỳnh cũng lên hả? Sư Diệp Quỳnh phải không? Sư Diệp Quỳnh cũng lên lưu tay phải không? Hay sao? Rồi thì cái này cho qua đây, này là đúng hay là dễ rồi, câu dễ quá rồi. Rồi tới câu số 8. Câu số 8 nha. Nghe rõ nha, câu số 8. Tâm đáo đại và tâm dục giới tình hảo
được gọi là tâm siêu thế, đúng không? Tâm đó đại và tâm dục giới tình hảo được gọi là tâm siêu thế, đúng hay sai? Tâm đó đại và tâm dục giới tình hảo được gọi là tâm siêu thế. Giỏi vậy ta, ai cũng giỏi là biết giỏi quá này, học giỏi quá trời. Rồi câu 8 giỏi ha, rồi qua, rồi qua câu 8 luôn. Rồi câu 9. Tâm bất thiện, tâm vô nhân, tâm siêu thế gồm lại là tâm đại thiện. À đúng hay sai? Tâm bất thiện, tâm vô nhân, tâm siêu thế gồm lại là tâm đại thiện. Rồi mời quý vị lên nha. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ tâm, câu hỏi là tâm bất thiện, tâm vô nhân, tâm siêu thế gom lại là tâm siêu thế, tâm bất thiện, tâm vô nhân và tâm siêu thế. Dạ không phải câu hỏi như vậy cô. Chọc rồi. Bị lăn câu cao. Dạ câu hỏi là tâm bất thiện, tâm vô nhân, tâm siêu thế gom lại là tâm đại diệt thiện, đúng hay sai? Thì cái đó là sai. Tự vì trong tâm siêu thế thì nó không có liên quan gì đến những cái tâm vô nhân và tâm bất thiện hết. Và cái tâm, cái chữ tâm đại thiện đó là nó chỉ nói về cái phần tâm thiện của 24 tâm dục giới tình hảo mà thôi. Dạ con xin xuống mít ạ. À, cô Nhật Quỳnh lên phải không? Rồi mời cô Nhật Quỳnh nha. Dạ sao má của Quỳnh thấy bằng tay Nhật Quỳnh, Nhật Quỳnh đâu có đưa tay đâu. Nhưng mà Quỳnh mời thì Nhật Quỳnh lên luôn. Và Quỳnh có đọc thì đọc chậm chậm cho Nhật Quỳnh biết. Chứ Nhật Quỳnh đã nói là Nhật Quỳnh là MC dở mà Quỳnh đọc như là gió gì. Làm sao mà Nhật Quỳnh viết kịp, hiểu kịp Quỳnh. Dạ Nhật Quỳnh chỉ có ý kiến vậy thôi, mời Quỳnh. Dạ, nó mơ bây giờ dạ. Ok, tiếp, câu tiếp nha, câu tiếp nha. À, câu số 10. Câu chấm không? Tâm, sở hữu tâm, sắc pháp, gom lại là sắc hữu vi. Đúng hay sai? Tâm, sở hữu tâm, sắc pháp, gom lại gọi là sắc hữu vi. Đúng hay sai? Rồi ai nói đúng sai thì ta lên trả lời giải thích luôn nha. Tâm đọc lại nè, tâm sở hữu tâm sắc pháp gồm gọi là sắc hữu vi. Rồi mọi người lên nha, lại đánh máy ra cho cái câu hỏi cho rõ ràng đi, để thôi lát khiếu nại nữa, Phan Nguyên Trang khiếu nại đi. Đánh máy ra, đánh máy ra. Tâm sở hữu tâm gồm lại là sắc hữu vi, rồi đúng rồi. Dạ theo như cái nhìn của con thì cái câu này là đúng. Dạ bởi vì để coi tâm sở hữu tâm với cái chữ sắc hữu vi này cái bộ hơi kẹt á. Cái này là nó là chân đế hữu vi, và chân đế hữu vi nó gồm danh và sắc. Thì tâm
Sở hữu tâm thì nó là cái danh, rồi danh nó cộng với sắc thì nó ra là chân đế hữu vi. Mà cái này chú lại dùng cái chữ là sắc hữu vi, cái này nó cũng khổ, không biết là cái sắc sắc này không biết nó phải là chân đế không đây nhà. Chắc có lẽ nó là chân đế thì nó nằm ở bên phần chân đế mà nhà. Không rồi con cứ bị mấy cái vụ mà cái tiếng Hán này nó kẹt quá nhà. Thì hy vọng là chân đế hữu vi cũng là sắc hữu vi nhà. Thì hy vọng như vậy thì đúng, còn không rồi thôi chắc mời Nguyên Như cho chắc ăn. Dạ con xin leo xuống ạ. Dạ theo con biết đó thì trong cái bản như này không có chỗ nào gọi là sắc hữu vi với sắc vô vi hết, nó chỉ là pháp hữu vi với pháp vô vi luôn thôi. Thành ra phải cái câu đúng của nó là tâm sở hữu tâm và sắc pháp gom lại là pháp hữu vi thì theo con đó là đúng hơn. Dạ con xin nhân đức lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bồ Tát. Hello, một hai ba. Giỏi quá, như giỏi quá tại đúng là như vậy ha. Vì cái gì đây là mình đặt câu hỏi gà cái chữ này cho nó ổng khéo đọc, không nhắm mắt nhắm mũi đọc bị dính cái chữ này. Bây giờ lo có phải là sắc thủ vi pháp thủ vi thôi. Mình cẩn thận trả lời ha. Rồi tới câu nữa ha, câu nữa rồi kể nha, câu nó ghi nha, hữu vi vô vi gom lại là hữu vô vi, đúng hay sai? Hữu vi vô vi gom lại là hữu vô vi. Rồi mời quý vị lên nha. Câu hỏi là hữu vi và vô vi thì gom lại là hữu vô vi, giống như mình chơi sắp chữ vậy mà. Mình sắp theo là hữu vô vi cái này là chú kinh chơi hỏi tiếng Hán Việt, cái này bộ căng quá rồi. Theo trong cái bản nêu thì chân đế thì gồm có chân đế vô vi và chân đế hữu vi mà không biết rằng là coi như mình có chơi toán cộng mình dục nó vô nó ra hay không. Cái này chú hỏi này nó hơi căng là tại vì không có làm tiếng Hán Việt. Nhiều khi giống như bữa trước á, chú nói tất cả là pháp thì cái chữ pháp này dục ở đâu cũng được hết, mà hôm nay dục vô cái chữ sắc thì chú không chịu. Bởi vì chữ sắc thì nó cũng là từ chữ pháp vô hữu vi và sắc hữu vi. Chú thấy bây giờ ngán là chú hỏi mấy cái Hán Việt này, bây giờ hai cái chữ này không biết mình dục vô có được hay không nữa. Thì thôi đó là cái suy tư của con, thì ai có ý kiến nào hay hơn xin mời. Con không biết nó có liền vô được hay không nữa. Nam mô Bích Tha giá và Nhật Quỳnh Trinh trả lời cái câu 11 và cảm ơn Nguyên Trang. Và câu 11 mà Quỳnh hỏi là hữu vi và vô vi gom lại là hữu vi phải không? Dạ không. Dạ không. Lý do là hằng pháp chân đế chia có hai, chân đế vô vi còn lại là chân đế hữu vi. Dạ nên là cái câu này là không. Kính mời đạo tràng.
Con xin phép trả lời câu này ạ. Thưa chú, trong các pháp chân đế, một là hữu vi hoặc là vô vi chứ không có hữu vô vi ạ. Câu này trả lời là sai. Con xin xuống mic, con trả lời cho đại chúng. Dạ, câu hỏi của chú là vậy thì là gì? Dạ, theo con được biết á, thì nếu mà mình gọi thì mình phải nói đúng ra là chân giới hữu vi hoặc là mình nói chân giới vô vi. Còn nếu mà tự nhiên mình cứ thôi mình đi hỏi vô vi với hữu vi thì nếu mà nói thẳng ra thì cái này là tào lao không chứ? Con với con trả lời thì có đúng hay không ạ? À? Dạ, con xin xuống mic ạ. Dễ quá rồi, học chia bản điêu bầm rối như thế này. Hữu vi và vô vi thì gom lại là pháp chân đế, chứ có gì đâu mà dễ hiểu á. Nó có gì đâu có hiểu, mình phân tích ra mình thấy. Đúng không? Pháp chân đế chữ hai là chân đế hữu vi, chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Bây giờ nó hỏi là hữu vi với vô vi gom lại là pháp chân đế. Đúng chưa? Nó vậy thôi cái nào. Rồi hết giờ chưa, chắc hết giờ đó, khuya hết giờ đó. Rồi thôi tới đây mình tạm chấm dứt đi, rồi tuần sau học tiếp. Cũng khuya mà còn mệt rồi. Rồi xin nhường mic lại cho Rôm nhà thỉnh chư tăng tụng kinh phúc chúc và hồi hướng phước cho cụ gì đó. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, mô Phật, trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, kính lễ chư công đức, kính lễ quý cô và tất cả quý Phật tử. Thay mặt đạo tràng thành kính tri ân huynh kinh rất nhiều. Dạ, sau đây do cái sự phước báo là học kinh, nghe kinh hôm nay, xin hồi hướng đến cho Hương Linh Quỳnh. Nãy thì thấy Quỳnh bây giờ mời Nguyên Như đọc hồi hướng chư thiên, hồi hướng phước báo đến chư thiên và đến cho người thân đã quá cố nha. Mời Nguyên Như ạ. Hồi nãy thì Khen Nguyên Thông cũng tụng kinh hồi hướng phước báo rồi, thì bây giờ hồi hướng tiếp do cái phước học kinh, nghe kinh rồi hướng hồi hướng đến cho Hương Linh nha và chư thiên. Mô Phật, cảm ơn. Dạ, con nắp mô bức hai giác. Dạ, do sự thành tâm học hành của chúng con ngày hôm nay, chúng con xin hồi hướng tất cả những quả phước mà chúng con đã thấy được trong buổi học ngày hôm nay đến cho dưỡng của chúng con là Quỳnh Thu Chánh, sinh ngày 11 tháng 7 năm 1934. Xin dưỡng được có thể thân tâm an lạc và có thể đi về nơi nhà cảnh sắc mô với thai giá. Dạ, con xin quý vị cùng với con hồi hướng tâm thanh tịnh của mình để mà hội viên xuất báo với tới tất cả các chư thiên ạ. Dạ đề hoa tà sanh ti quy hà đa hoa ti ni thu bê kha rê bô ti kha rê ta ân ta ân. Ta tham ma đa nghe na pha văn tu phu chi ta so thân ca rong tê tha vi ha ra măng đa lê
thế ra cha mắt cha na wa ca cha tình kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha yết sa ga sắp ba na pu ta sukhita pa văn tu tê cha la bu cha ye bi cha đa sam pa qua sam se đa cha ta sa vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hòa răng pa tình cha tê sam đề bi đúng kha sa ca đòn tu san kha yang ha tu chi răng sắc thầm mô thầm mắt tha ra cha bùng ga na thằng cô hồ tu sa mắt vô qua âm tha cha hi ta ya cha âm hề răng ca tu sắc thầm mô sắm bề đi thầm ma cha ri nô vua thân sắm ba bù ngày già ma thầm ma phi dắt ba quê đi tê y đằng nô nha ti nằng hô tu xúc hi ta hoàng tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu xúc hi ta hoàng tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu xúc hi ta hoàng tu nha ta vô ý đằng quá tám đề buồn nhằn à sao quá khá già quá hầm hồ tú á nà gáp tề cà lề do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hội hướng đến thân bằng quyến thuộc đã khóa bản cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ, Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Quân Kinh đã tốn thời gian quý báu của mình vào lớp để dạy cho chúng con bài học rất là vui và rất là xa thú quan hỷ ngày hôm nay. Dạ, và Nguyên Như cũng xin kính trân trọng tri ân chư vị học giả đã vào room, đã học và đã đưa tay phát biểu ý kiến và đã trả bài hôm nay rất là xa thú. Dạ, xin một lần nữa hẹn lại quý vị vào chương trình thứ hai tuần sau ở bên Mỹ hoặc là sáng thứ ba ở bên Việt Nam do sư Pháp Thanh phụ trách giảng dạy. Dạ, một lần nữa xin trân trọng kính chào tất cả quý vị ạ.